Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong những ngày vừa qua, tại các tỉnh ở phía đông của dãy núi Hoàng Liên Sơn, trong đó có thủ đô Hà Nội, đều có chung một kiểu thời tiết, đó là mưa nhỏ, mưa phùn. Độ ẩm trong không khí quá cao đã dẫn đến sự bão hòa hơi nước, vì vậy mà tình trạng nồm ẩm đã xảy ra. Dự báo là trong khoảng đêm nay, bộ phận không khí lạnh từ phương Bắc sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh ở vùng núi phía Bắc và khu vực Đông Bắc Bộ. Sau đó thì ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tác động nên là tại Bắc Bộ sẽ xảy ra mưa và mưa nhỏ. Cùng với đó thì nền nhiệt độ bắt đầu giảm dần. Nhiệt độ đêm nay và sáng sớm ngày mai tại Bắc Bộ sẽ giảm xuống ngưỡng là từ 11 cho đến 14 độ cho các tỉnh ở phía Đông và từ 12 cho tới 15 độ cho các tỉnh ở phía Tây. Trong ngày thì nhiệt độ cũng không thể tăng cao. Nhiệt độ cao nhất dưới mức là 19 độ. Riêng khu vực vùng núi Tây Bắc trong ngày mai thì không khí lạnh chưa ảnh hưởng nhiều đến nơi đây nên là nhiệt độ vẫn khá cao và phổ biến vẫn ở mức là trên 20 độ. Từ ngày mùng 2 tháng 2 khi mà không khí lạnh bao trùm lấy toàn bộ các tỉnh phía Bắc thì nền nhiệt độ sẽ còn tiếp tục giảm thêm. Khả năng là từ ngày 23 tháng chạp âm lịch tức là ngày mùng 2 tháng 2 cho đến Tết Nguyên đán tại Bắc Bộ sẽ xảy ra rét đậm và rét hại trên diện rộng. Bà con vùng núi cần phải nhanh chóng chuẩn bị đối phó với đợt rét đậm rét hại chuẩn bị xảy ra trong những ngày tới. Khu vực Bắc Trung Bộ thời tiết gần tương đồng với các tỉnh thành Bắc Bộ. Từ ngày mai thì khối không khí lạnh tác động cũng sẽ khiến cho thời tiết tại khu vực này có sự thay đổi. Trời nhiều mây kèm theo mưa, mưa rào và có thể xảy ra. Sau mưa sẽ mở rộng xuống cả các tỉnh ở khu vực Trung Trung Bộ. Cùng với nó thì nhiệt độ cũng sẽ bắt đầu giảm dần. Nhiệt độ cao nhất ngày sẽ phổ biến xuống dưới mức là 20 độ. Tại các tỉnh Trung Trung Bộ, đêm nay và ngày mai thì khối không khí lạnh nhìn chung là chưa ảnh hưởng đến khu vực này nên là thời tiết vẫn còn khá thuận lợi cho giao thông đi lại. Trong ngày thì trời còn nắng ấm với mức nhiệt là từ 24 cho đến 27 độ. Riêng khu vực các tỉnh ở phía Nam, khu vực Nam Trung Bộ thì thời tiết vẫn ít mưa và có nắng với nhiệt độ phổ biến trong khoảng là 29 cho tới 32 độ, thuận lợi cho các hoạt động thường nhật của người dân. Nơi có thời tiết ổn định nhất trên cả nước đó là các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ. Tại đây thì trời phổ biến nắng ráo ít mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ phổ biến từ 28 đến 31 độ. Tại các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên có nơi còn đạt trên 31 độ và từ 31 cho tới 34 độ tại các tỉnh Nam Bộ. Thời tiết ấm ở các tỉnh phương Nam đã làm cho các vườn mai vàng bắt đầu bung cánh và khoe sắc, báo hiệu một năm mới đang đến thật gần. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên gió trên khu vực của Vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi Trung Bộ sẽ hoạt động mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc và giữa của Biển Đông bao gồm có cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 cho tới 4 mét, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1. Vậy là chỉ còn khoảng một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán. Tại các tỉnh ở phương Nam, thời tiết vẫn khô ráo và nắng nhiều. Tuy nhiên, theo dự báo thì trong thời gian này, tại các tỉnh phía Bắc nước ta, trời lại khá lạnh. Từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 7, rét đậm rét hại khả năng sẽ xảy ra trên diện rộng. Vì vậy, phần nào sẽ gây khó khăn hơn cho các hoạt động buôn bán và giao thông đi lại về quê ăn Tết của người dân. Đến đây, bản tin thời tiết tổng hợp của chúng tôi cũng xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một buổi tối thật vui vẻ và hạnh phúc.